Chị Lê Trần một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán giả thân thương của Lữ Sài Gòn TV trên làn sóng 57.7, và ngày hôm nay một lần nữa sau một thời gian gọi là vắng bóng giang hồ ông anh của Julie, một vị bác sĩ mà có lẽ nói thì là nhiều khi xách cặp đi thấy rất là oai nhưng mà mở ra toàn là nhạc không à quý vị ơi. Chắc quý vị không có xa lạ gì bác sĩ Bùi Xuân Dương, chuyên về gan và bao tử. Và ngày hôm nay thì một lần nữa Julie lại kéo ông anh của Julie lên để mà nói chuyện, là tại vì trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta mấy lúc sau này có rất là nhiều cái tình trạng mà bị gan mà bị nhiễm mỡ nên bác sĩ Dương. Vâng. Thì mình có thể mình có một cái cách nào để mà mình giải thích cho quý vị biết là tại sao cái mỡ nó lại bám trong gan, và những cái thức ăn mình ăn như thế nào mà nó lại không tiêu hóa được, và phải làm cách nào để mà nó tiêu hóa dễ dàng hơn. Julie sắp trở thành bác sĩ luôn Vâng, xin trước hết cảm ơn cô Julie rất là nhiều. Xin kính chào quý vị. Đây là một cái sự vinh hạnh cho chúng tôi được ngồi đây trình bày với quý vị khán giả về của đài. Nói chuyện với cô Julie thì thật ra rất là dễ nói, thì hai anh em chúng tôi làm việc với nhau chung từ mấy chục năm nay, thành ra thì từ tính tốt đến tính xấu với ai cũng hiểu nhau hết. Chưa nghĩ đã biết Dạ là tôi nghĩ vâng. cái gì rồi, thành ra vì vậy. Kính thưa quý vị, thì đây là một cái câu hỏi được đặt ra rất là nhiều. Vì thực chứ cứ biết trong ngày xưa đó, khi mà chúng tôi mà đi đi mà ghi danh mà để học về ruột với gan đó, Dạ. thì ngay cả mấy ông thầy Mỹ cũng bảo là các anh đâu có bệnh gì gan đâu mà lo, cùng lắm viêm gan B thôi chứ có cái gì đâu. Wrong Vâng, là đúng rồi, answer. các quý vị có uống rượu đó và ốm nữa thì không sao. Kính thưa quý vị, cái đó là bé cái lầm. Thành ra vì vậy ngay cả mấy ông thầy chúng tôi ngày xưa cũng còn bé cái lầm nữa. Thành ra vì vậy cái y khoa nó thay đổi rất là nhiều. Đúng là cái tình trạng là cái gan nhiễm mỡ. Sau này Julie người ta biết là người ta thấy là cái vấn đề là ngày xưa đó người ta định theo là ai mập ai béo qua một cái nó gọi danh từ đó là body mass index, Đúng là rồi. BMI đó, nó gọi lấy chiều cao chia cho trọng lượng. Thì họ bây giờ họ khám phá ra cái đó không có đúng, nhưng mà tại vì họ vẫn dùng thì người ta dùng thôi. Nhưng chẳng hạn những người nào mà tập thể dục mập mạp và có không không có Đúng có không có rồi. mỡ, bắp thịt cuồn cuộn đó, thì cái thịt nó nặng hơn mỡ, thì nó, nếu mà dùng cho cái BMI là cái body mass Thì index lại không ấy, đúng. thì là người đó bị béo phì. Trong khi mà cái anh mà uống tong uống teo như người Việt Nam mà cái bụng nó bự một chút thì là thử để Cái BMI đó là hoàn toàn bình thường. beer BMI đi kính thưa quý belly. vị. Thì thật ra cái câu hỏi của cô Julie nói là tại sao mà người Việt Nam của chúng ta, người Á Châu của chúng ta bị hay dễ bị gan nhiễm mỡ, là tại vì cái gene của mình, cái Julie, cái đặc tính di truyền của mình của người Á Châu nó không tốt lắm cho những cái gì bệnh gì liên quan đến cái hội chứng chuyển hóa. Thành ra người Á Châu chứ không phải hoàn toàn người Việt Nam, người Á Châu ốm bị những cái bệnh của người Mỹ béo phì. Khi mà bác sĩ Dương, quý vị, cái điều mà Julie cũng 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 thấy là cũng cũng hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên cũng không phải phải ngạc nhiên, cũng hơi gọi là khó giải thích với tất cả mọi người, là khi mà cái body mass á, thì là như bác sĩ Dương nói đó, là những người có nhiều khi người gầy thịt gầy đi tập thể dục, cái mình có muscle mình build rồi, cái bắp thịt mình nó cuồn cuộn lên thì lại bị gọi là cho là béo phì, Béo phì. đâm ra người ta bảo tôi đi tập hàng ngày mà tại sao kêu tôi béo phì, rồi đâm ra lại cãi nhau với bác Vâng, sĩ. thực ra kính thưa quý vị, sau này người ta mới tính nghĩ rằng là bây giờ thay vì dùng cái body mass index, mà body mass index nó nguy hiểm một cái chỗ là như cô Julie là về cái vấn đề bảo hiểm nhân thọ đó. Nhiều khi họ dựa theo cái BMI, họ thấy là ông này béo phì, bà này béo phì, họ Đúng tăng rồi. Cái số tiền cái tiền premium lên. premium lên, thì sau này họ đo cái vòng bụng. Cái vòng bụng nó đóng một vai trò quan trọng. Người Á Châu của chúng ta khi mập là mập cái bụng trước, trong khi người Mỹ hoặc là Mễ hoặc Mỹ đen khi mà mập họ mập cái mông, sau mập nhiều nữa thì mập thành cái bụng. Thực ra ông trời của Julie, ông trời ông chế cho cái người đàn đàn bà mà có cái mông lớn khi mà ngã họ không có bị đau. Hạ mông trước. Hầu khi cái xương nó cái xương cái mông chỗ này thì khi mà ngã Không, chú xuống lại nó tưởng là trời cho đàn bà có cái mông to để mà sanh con cho nó không dễ. cái đó là chỉ là cái xương chậu ở bên trong thôi, nó khác một chút thôi, chứ còn cái mông ở ngoài nó mập nó thế nó nhỏ thì nó không có liên quan tới cái xương chậu cả. Ví dụ khi mình một cái phụ nữ cái xương chậu là từng cỡ như như vậy chẳng hạn, khi họ có mập ra chăng nữa đó thì cái Thì mỡ cũng nó vậy đà như vậy thôi, nhưng thôi. cái xương chậu ở trong nó vẫn vậy thôi. Thì cái kẹt của người Á Châu đó, một lần nữa tại cái gene của mình nó không tốt cho cái vấn đề chuyển hóa, thành ra
mình bị những cái bệnh gọi là mấy cao mấy thấp đó, ba cao một thấp. cao máu, cao mỡ, cao đường, cao cholesterol, rồi thấp và thấp 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 chiều khớp, cao thấp khớp, chiều cao cũng thấp, thấp khớp đó. Tính ra vì vậy không hiểu tại sao mà bây giờ tự nhiên lại tôi chẳng ăn chẳng uống gì cả, bệnh tiểu đường, tôi ăn kiêng khem, không ăn mỡ, không ăn mặn, bị cholesterol, right. Cái đó là đặc tính di truyền của mình. Nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất của tất cả những cái gì khác trong tất cả cái đó là cái gan nhiễm mỡ. Làm thế nào để mà cái gan nhiễm mỡ và trong cái thời gian phải là bao nhiêu lâu thì cái mỡ nó mới đóng lại trong gan được chứ vào máy suy dương? Thực ra đó ngày xưa người ta nghĩ đó, cái gan nhiễm mỡ là cái triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường. Cái trước hết gan nhiễm mỡ là cái gì? Thì khi cái thưa quý vị, khi chúng ta ăn thì thức ăn nó được hấp thụ qua ruột non và ruột già thì nó chạy thẳng vào trong máu, cái máu đó nó đưa tới cái gan liền, thì cái gan là cái cơ quan nằm bên tay phải của mình. Thì khi mà nó cái gan nhiệm vụ của nó là lọc loại coi thử coi là có chất độc tố như thế nào, thì khi mà cái độc tố đó nó sẽ cho biết được là cái gan của mình đó, nó có cần phải loại cái độc này giữ chất độc kia hay là như thế nào vân vân và vân vân. Thật ra cái lá gan của mình đó, nó là cái người đầu tiên đứng mũi chịu sào tất cả những cái chất độc từ cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, nó đầu tiên là tới cái lá gan. Thật ra lá gan của chúng ta dễ bị hủy hoại, thành ra một trong những cái cách thức mà bị hoại là cái gan bị nhiễm mỡ. Ngày xưa người ta nghĩ đó, ví dụ chẳng hạn mình cái phòng này nó có tí mỡ nhầm nhò gì, có tí rác nhầm nhò gì, nhưng mà từ từ cái rác đó cứ ăn dần nó đẩy tất cả bàn ghế chỗ ngồi mình vô một góc kẹt hết. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng và cái phòng quay phim này bây giờ chúng tôi còn chốc chốc vào góc kẹt, cần phần còn lại toàn rác không, thì đó đó là cái gan nhiễm mỡ của mình. Nhưng mà may mắn thay đó thì cái gan đó, nó phải hủy hoại ít nhất là 30% thì mình mới bắt đầu mình có những cái triệu chứng của cái gan nó bị hư. Cái may mắn thay là cho tới bây giờ chưa có thuốc chữa bệnh gan nhiễm mỡ. Mà bác sĩ gọi là may mắn hả? chưa kém may mắn Kém may mắn, bởi vậy chú Linh em bác sĩ nói chứ. may mắn thay thì nó nói wait a minute. Có nghĩa là hiện tại bây giờ mình chưa có cái thuốc để mình chữa cái bệnh đó. Chưa có thuốc chữa bệnh viêm Nhưng mà gan làm gan sao nhiễm để mỡ. mình biết được là viêm gan hay là nhiễm trùng gan hay là bị nhiễm mỡ gan, làm sao mình biết được qua những cái thử nghiệm nào? Thì kính thưa quý vị, khi quý vị đi thử máu tổng quát đấy, thì họ thử tổng quát hết là complete blood count, xong là trong đó nó có những cái gọi là electrolyte nữa. Thì một trong những cái electrolyte mà họ thử đó, họ có thử hai cái chất enzyme của cái gan, thì nó gọi là ALT và AST, thì thường thường là viết tắt bởi mấy cái chữ T đằng sau là transferase. Thì chúng tôi vẫn là anh làm tội vì anh sợ tôi. Tại vì vậy nếu mà hai cái năng chất gan nó tăng cao thì người ta nghĩ là cái gan có thể nó bị viêm. Và cái đó mình đã chuẩn bị được qua cái thử máu. Thử máu là coi cái gan có bị viêm, người có đoán được cái gan có bị viêm không thôi. Chứ còn cái gan của mình có thể viêm nhưng mà cái chất năng chức năng gan nó hoàn toàn bình thường. Thành ra trong phải nói từ từ nó nhiều cái giai đoạn cho test khác nhau, là nếu mà thử máu tổng quát thấy cái hai cái chất nó đang tăng lên cao thì lúc đó bác sĩ mới bắt đầu tìm kiếm tại sao cái lý do. Vâng, thưa quý vị, chắc chắn thì là sau phần quảng cáo của các cơ sở đã bảo trợ cho Lexicon TV cũng như là chương trình kiến thức y khoa gia đình xã hội, bác sĩ Dương sẽ trình bày cho chúng ta biết cũng như là cho chúng ta xem những cái hình ảnh, một cái mô hình để mà chúng ta biết cái mỡ của chúng mỡ nó bám vào trong gan thế nào. Xin quý vị đừng rời máy và tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở bảo trợ cho chúng tôi.